Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 7, 4, 4, 3, 4, 0, 1, 6. Giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 8. Giải 5, các vé tận cùng mang số 5, 7, 3, 3, 1, 2, 0, 5, 2, 7, 2, 3, 8, 5, 2, 5, 7, 7, 8, 8, 6, 6, 4, 7. Giải 4, các vé tận cùng mang số 0, 0, 7, 2, 1, 9, 4, 2, 0, 1, 6, 9, 3, 7, 1, 1. Giải 3, các vé tận cùng mang số 6, 5, 1, 7, 7, 6, 3, 3, 9, 7, 8, 0, 7, 8, 4, 4, 1, 3, 4, 9, 8, 1, 7, 9, 0, 3, 3, 7, 5, 8. Giải 2, các vé tận cùng mang số 2, 9, 5, 0, 5, 6, 8, 6, 6, 3. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 8, 7, 7, 9, 8. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 6, 5, 6, 9, 7. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1SU, 5SU, 6SU, 10SU, 11SU, 12SU, 17SU, 20SU.